chào được nhân á, vừa đẩy cổng xong vậy thôi. Sao lại luôn? Đẩy cổng thì nằm lại đề dự địa khá là hay và bám sát với sách giáo khoa. Câu hỏi phân hóa thì khoảng tầm từ 3 đến 4 câu để cho các bạn khối C để giành được từ 9 điểm trở lên á. Còn đối với các bạn tốt nghiệp thì em nghĩ là tâm các bạn làm tốt làm được thì tâm đăng bạn cũng vui cả. Còn đi học dục công dân thì vận dụng nhiều vào cuộc sống. Sau 3 môn thi khối C thì em nghĩ là em đạt được khoảng tầm 80%. Cái đề năm nay em thấy gọi là cũng vừa tâm, cũng gọi là khá ổn so với sức của mình. Còn em nghĩ thì khách quan em thì khoảng được 26 đến 27 điểm khối C. Em thì đăng ký thi khối D. Còn 3 môn sáng thì em chỉ đi tốt nghiệp thôi. Mức độ D thì cũng bình thường, chỉ có môn toán là hẳn có những câu cuối thôi, hẳn là em chưa gặp. Còn D vắn với tất cả mấy D còn lại thì em thấy là hẳn cũng vừa sức mà không quá khó.